host Hồng Sao Hỏa host Phi Sao Kim. Khi nói đến innovation trong tổ chức, mọi người hay nói đến tốc độ. Thế thì cái tốc độ nhanh nó có phải là một cái tốc độ tốt của một cái công ty startup hay không? Nghĩa là luôn luôn mình có cái tư duy là mình chưa thành công, bất kỳ khi nào mình cũng có thể thất bại đó. Và chính cái tư duy đó nó làm cho mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất. Và đó là cái bài học lớn nhất ở trong quản trị của anh. Đúng rồi. Thật ra thì Phi đã gặp rất nhiều những nhân vật đến với chương trình và có những cái cách xoay chuyển, có những cái cách thay đổi trong doanh nghiệp rất là khác nhau. Có những cái sự thay đổi nó mang tính chất chủ động, và có những thay đổi nó là những cái tác động bên ngoài rất là bị động. Thì Phi có cảm giác như là cái sự thay đổi của anh có phần bị động. Thì cái sự thay đổi bị động đó nó có làm cho anh cảm giác là anh bị ngộp thở và cái cảm giác là anh không phát huy được hết cái sự thay đổi nếu ở thế chủ động hay không? Con người mà khi nó đăng lên thì mọi người cũng đều nghĩ là chúng ta hoàn hảo, chúng ta không sợ. Nhưng mà thật ra thì cái việc rủi ro luôn luôn rình rập chúng ta ở đằng sau. Nhưng mà thật ra một trong những cái nét đẹp của innovation, của đổi mới, đó là cái nét đẹp của cái việc mà đôi khi mình làm đúng công thức cũng không chắc là mình tạo ra một cái kết quả tương tự như nhau. Bởi vì đó mới là quá trình của innovation. Vậy thì có phải là công thức và quy tắc nó đúng cho tất cả không? Không bao giờ. Dạ. Không có cái gì luôn luôn đúng cả. Nhân sự cũng là một vấn đề phải thu gọn lại, chia sâu hơn. Đặc biệt là nhân sự lãnh đạo cũng có những vị trí mình buộc phải thay đổi. Đó là cả một sự hy sinh. Nó có làm giảm cái sức cạnh tranh của mình trong ngắn hạn, chắc chắn là phải có rồi đó. Hoặc là nó làm giảm cái khả năng tiếp cận khách hàng trong ngắn hạn của mình. Thì anh làm thế nào để anh vừa dồn sức cho những cái bộ phận mới mà vừa hạn chế được cái máu chảy ở... Khi mà nói đến ecosystem thì có đơn vị họ tự làm riêng. Nhưng mà đối với em đi, là người trong ngành startup đi, thì cái startup ecosystem cũng là dựa trên cái sự kết hợp của rất là nhiều những cái thành tố trong đó. Em có thể rõ hơn về cái cách mà anh đang đi build một cái ecosystem của Sài Gòn Co-op và một cái ví dụ cụ thể nào đó để khán giả có thể thấy được rằng là làm thế nào để mà mình tạo ra một cái sự hợp lực trong cái quá trình đổi mới chính cá nhân của mình. Anh đang nói về câu chuyện giải cứu và xoay chuyển trạng thái. Đó là một cái góc nhìn mà chúng tôi cũng rất muốn khai thác, nhìn về câu chuyện mà đổi mới. Thông thường khi chúng ta nói tới đổi mới, mọi người hay nhìn về chuyện sản phẩm công nghệ mới, mọi người nhìn về câu chuyện một sản phẩm mới. Trong khi đó cái đổi mới mà anh đang làm, đổi mới một doanh nghiệp nhìn tưởng như cũ, nhìn tưởng như tắt được, nhưng cuối cùng nó lại mới, để rồi nó lại được tái sinh. Thế thì trong nhìn vào cái câu chuyện mà của đổi mới đó, ví dụ câu chuyện gần nhất là câu chuyện của Trường Thành, TTF, anh đã đổi cái gì? Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam nghĩ về việc đổi mới thì không tin là chuyện này có thể xảy ra Việt Nam. Cụ thể anh phải thực hiện những cái phép đổi này. Như vậy mình thấy một câu chuyện đó là khi anh đã bước vào để thực hiện cái mà biến đổi đó thì anh đã thấy rất rõ là nơi nào mà anh sẽ đổi. Và thực tế đó là một cái hệ phương trình đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Câu chuyện của có thị trường mới, câu chuyện áp dụng công nghệ mới, nhìn một phân khúc khách hàng mới, ngay cả cái gen của công ty để tăng cường cái sự khai phóng, tăng cường sự dân chủ hóa bên trong, lấy được cái năng lượng của người lao động đem ra đều đã nằm trong cái hệ phương trình lúc mình bước vào. Nhưng mà với những câu chuyện đó thì những gì thường mà anh sẽ không đổi. Bên cạnh chúng ta thấy có rất nhiều những thứ mà chúng ta đổi để nó mới, nhưng để mới đôi khi có những thứ mà lại không được đổi. Bởi vì có những doanh nghiệp họ thành công một lần nhưng họ không lặp lại thành công đó lần thứ hai, bởi vì họ có được chiêu nhưng họ vẫn chưa hiểu tới được cái thức phía sau đó là gì để họ có thể áp dụng lần hai, lần ba trong những cái vòng tiếp theo của innovation, của đổi mới. Vậy thì có bao giờ anh đổi mà nó không mới không? Nhiều. Và những lúc đó anh làm sao? Với doanh nhân đó, thì cái cuộc sống nó gắn với tiền bạc, và thông thường mọi người cứ nghĩ là tiền thì nó phải bạc. Chúng tôi không nghĩ như vậy. Despite the pandemic, Vietnam's e-commerce industry has experienced a strong growth period of up to 20% according to the recent report by Vietcom. So my question is, what are the opportunities for e-commerce in Vietnam? I think the number one Vietnamese unique advantages opportunity will be people. Yeah. Nhìn về tương lai, cái tipping point của cả ngành sẽ nằm ở đâu? Là một người trong ngành du lịch rất là lâu, thế thì bây giờ khi mà dự báo về xu hướng của cái ngành du lịch trong vòng 5 năm tới thì anh thấy là cái bức tranh của ngành du lịch sẽ đổi về hướng nào? Vậy nhìn về tương lai thì chiến lược mà
M&A của mình sẽ như thế nào, bởi vì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm ở cả đầu bán lẫn đầu mua.